Trường Giang tiết lộ câu nói nghe muốn rụng tim của con gái Destiny. Câu nói của Destiny đặc biệt thể hiện tình cảm bé dành cho bà. Chiều ngày 19 tháng 10, Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện gây rụng tim vì quá đáng yêu về con gái Destiny. Nam Mắc Ca viết, hôm qua cô ấy nói, không có ba là con buồn nhất, chắc lâu quá mới được ba đón đi học về. Kèm theo đó là ảnh chụp anh cùng con gái cưng cực kỳ dễ thương. Có thể thấy, dường như Nam Danh Hài luôn bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian dành cho con gái. Còn Destiny là nhóc thì không những đáng yêu mà còn rất tình cảm. Câu nói của cô bé khiến cộng đồng mạng suýt xoa vì cảm động trước tình cảm cha con của Trường Giang. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi, nghe bé nói thương quá à, bé con đáng yêu thế, hai cha con dễ thương. Nghe xong là ba rụng tim luôn, em bé tình cảm quá. Trường Giang, Nhã Phương là cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt. Cặp đôi kết hôn vào năm 2018. Không lâu sau, họ đón con gái đầu lòng là bé Destiny. Các chủ đề về gia đình của cặp đôi nghệ sĩ, đặc biệt là bé Destiny luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ khán giả. Tuy vậy, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về bé, dành cho con sự riêng tư nhất có thể. Thời gian gần đây, khi ái nữ lớn dần, cặp đôi mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh về bé.